các cách trả lời giáo viên khi bạn quên làm bài tập về nhà. Nè em làm bài tập về nhà của cô cho chưa? Vậy cô chấm hết bài của lớp em chưa? Dĩ nhiên là chưa, tại cô còn nhiều bài của các lớp khác phải chấm mà em. Vậy em dĩ nhiên là chưa, tại em còn nhiều bài của các giáo viên khác cho đi làm mà cô. Em làm bài tập về nhà của cô cho chưa? Dạ chưa cô. Tại sao chưa? Dạ tại đó bài tập về nhà mà tối qua em đâu có về nhà đâu, em ở ngoài đường mà. Vậy nào cô nói bài tập ngoài đường đi, em làm cho cô coi.